Sáng ngày 30 tháng 11, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi kiểm tra thực tế một số tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân từ xã Chí Nang đi giao thiện. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Hồng và các đồng chí trong đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại điểm tuyến đường từ làng Khụ đi làng Pọng, xã Giao Thiện. Đây là tuyến đường liên thôn đang được đầu tư thi công trong giai đoạn gần hoàn thiện. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhà thầu để vương vãi vật liệu cát, sỏi, đá trên mặt đường và dọc lề, ảnh hưởng lớn đến an toàn cho người tham gia giao thông. Trên đoạn nhánh từ làng Khụ đi làng Pọng có khoảng 600 mét đường đã bị sụt lún và xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa. Và đoạn làng Pọng rẽ vào làng Khụ, phần cống bị hư hỏng nặng một phần do xe trọng tải lớn thường lưu thông và một phần do xã Giao Thiện không chú ý nạo vét khơi thông trong thời gian dài, nên đất cát vùi lấp dòng chảy, làm tắc và hỏng cống thoát nước. Kiểm tra tại địa phận xã Giao An, khu vực đập tràn Hóm Nang, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí trong đoàn công tác đã nắm bắt kịp thời tình trạng sạt lở vào thân đập do thiên tai, cũng như tình trạng hệ thống rãnh thoát nước không được khơi thông, làm hỏng đường, sinh ra nhiều ổ gà, ổ voi tại một số đường rẽ ở địa phận xã Chí Nang. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn cần nhắc nhở nhà thầu thi công đường giao thông từ làng Khụ đi làng Pọng, xã Giao Thiện để nhanh tiến độ thi công và đảm bảo gọn gàng, an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời có kế hoạch để sửa chữa khắc phục ngay những đoạn bị xuống cấp, cũng như chỉ đạo địa phương sửa chữa hạng mục mà địa phương quản lý. Cũng trong buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi kiểm tra thực tế phương án tiến độ xử lý theo nội dung công văn 1625 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sao giải quyết đơn thư của công dân kiến nghị xây dựng công trình trái phép của hộ gia đình ông Hà Trọng Hiệp trên đất hành lang vào khu công nghiệp Bãi Bùi, thị trấn Lăng Chánh.